một cái anh này yêu quý. Hôm nay em rất vinh dự được thay mặt của các anh chị cho lớp đứng lên một có một để ý kiến phát biểu của lớp mình. Trong thời gian mà thấm thoát trôi qua, hôm nay là 40 năm rồi, chúng em lớp IA1, IA2 niên khóa năm 1979, năm 1982 ra trường nhận quyết định chia tay thầy cô bạn bè trong niềm xúc động yêu thương. Khoảng thời gian 40 năm ra trường làm việc, chúng em không thể nào quên những tháng ngày học ở trường Trung học Y tế Sông Bé. Trường tuy đơn sơ, thiếu thốn nhiều vật chất, nhưng mà tình cảm của thầy cô dành cho lớp chúng em thì vô cùng to lớn. Trong giai đoạn đất nước vừa giải phóng, đời sống của thầy cô còn nhiều khó khăn, nhưng thầy cô luôn tận tâm giảng dạy cho chúng em và mong chúng em học tập thật tốt để sau này trở thành người có ích cho xã hội, cho nhân dân. Kính thưa quý thầy cô, không phụ lòng mong mỏi của quý thầy cô, chúng em đã trưởng thành và một trong số các anh chị của chúng em đã được giao những trọng trách lớn như là giám đốc sở y tế tỉnh, giám đốc, phó giám đốc các bệnh viện tuyến huyện thị và trung tâm y tế. Cơ bản thì chúng em đã hoàn thành được nhiệm vụ được giao và không phụ lòng mong muốn của quý thầy cô. Chúng em xin hứa chúng em sẽ sống thật tốt và cũng luôn nhớ công ơn của thầy cô đã đào tạo cho chúng em được như ngày hôm nay. Đó cũng là buổi lý do học mặt của lớp chúng em IA1, IA2 niên khóa 1979-1982 ngày hôm nay. Đến dự buổi học hôm nay, em xin được trân trọng giới thiệu và cảm ơn thầy cô là thầy Thái Anh Linh, thầy Đinh Giang Khai, thầy Nguyễn Thế Loan và cô Lê Ngọc Quế. Em xin mời anh Nam, anh Hoa, chị Hà Sa và chị Mười lên tặng hoa học mời thầy cô. Nói chung
Dạ, anh mời anh.